Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt Vlog. Hôm nay là ngày 14 tháng 11. Đây là con đường đi xuống cốc của thầy Thích Minh Tuệ. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục coi sự thay đổi. Đây, trước kia không có cái hàng rào này, thì bữa nay đã được làm một cái hàng rào như thế này. Toàn bộ được bằng tôn che kín lại khúc này. Rồi. Đây là toàn bộ cái hàng rào đây. Từ đây đây là tiếp tục làm đây ra bên ngoài này nữa. Đây là bọc kín toàn bộ từ khu vực này đi vào trong và đi ra ngoài. Kín lại hết. Đây. Đó là cái phần gọi là cái hàng rào nơi đây, nơi chỗ cốc của thầy. Xuống dưới này, chỗ này là cái cổng hồi trước để đi vào, nhưng hôm nay có khả năng sẽ làm kín luôn, không đi theo đường này nữa mà đi theo đường từ trong nhà luôn. Thì và những cái trụ như thế này đó, những cái trụ sắt này cũng là được bọc kín tôn xuống tới cái hồ nước dưới kia luôn đó. Đây, những cái hàng trụ rào này và những cái sắt này thì nó sẽ được làm những cái khung để mà bắn tôn từ dưới kia lên đây, kín lại, toàn bộ kín lại hết. Tức là khuôn viên nó sẽ từ cái hồ đi lên trên này, cách cái cổng khoảng chừng 5 mét thì sẽ được rào chầu lại như thế này hết. Khả năng cái cổng này vẫn để, nhưng mà nếu kế hoạch tốt á, thì có thể nếu mà sư Minh Tuệ mà về đây thì xuống một đường và lên một đường thì nó trật tự hơn. Đường đi vào đây là đi xuống cây Bồ Đề, rẽ tay phải là xuống cây Bồ Đề. Đây, cây Bồ Đề 250 tuổi của anh Lẫm. Giờ chúng ta đi xuống thăm cây Bồ Đề, xem thử hôm nay nó phát triển như thế nào. Trên con đường đi xuống cây Bồ Đề thì là những cây cà phê rất là tươi, rất là tốt. Đây, những cây cà phê như thế này đây, nhưng mà nó chưa trái là chưa chín. Còn bên tay trái là những cây sầu riêng. Sầu riêng này cũng được 3 năm hơn rồi. Sầu này là cây cà phê. Tới hết cái cây cà phê này và những cây sầu riêng này thì chúng ta sẽ thấy một cây Bồ Đề. Đây là cây Bồ Đề 250 tuổi đây. Nhìn rất là đẹp. Bây giờ những cái lá nó đã xanh tốt rồi. Những cái mầm nó đã mọc lên như thế này, xanh tốt. Ngay chỗ này á, mà nếu sau này thầy ngồi để ký trà ngay thiền chỗ này thì tuyệt đẹp luôn, rất yên tĩnh luôn này. Ở dưới xa là cái hồ nước, không có ai có thể xâm phạm được hết nữa. Bên này thì rào kín lại. Đây, tuyệt đẹp không. Bên kia là khu rừng, thì từ bên khu rừng nhìn qua đây cũng không thấy gì cả, nó xa mà. Okay. Đây là cây Bồ Đề. Trên này là các anh chị đã xuống thăm cốc rồi đi lên. Mình đi ngược lên lại rồi đi xuống cốc. Này, các Phật tử đã đảnh lễ thầy xong thì xuống thăm cốc rồi đi lên. Đây là toàn bộ cái đường đi xuống cốc. Rồi, chào các chị. Đây. Đây là hàng rào đây. Đấy, chúng ta đi trong khuôn viên mà được rào dầu lại chắc chắn hết rồi. Như thế này. Thấy chưa? Sẽ có một sự thay đổi. Khả năng là
thầy sẽ về đây một thời gian. Một thời gian không biết ngắn hay dài thôi. Khả năng như thế. Thì vì nếu thầy không về đây thì không có ai làm hàng rào như thế này để che kín lại đâu. Mục đích hàng rào che kín lại là để cho thầy được yên tĩnh tu tập, không có người quấy phá thôi. Không có người có thể quấy rầy thầy được. Bởi vì cái hành tu của thầy thì phải giữ yên lặng cho thầy ngồi thiền. Nếu ở trong công ty mà nó ồn ào quá thì mọi người có thể thầy sẽ xuống này. Nhưng mà cũng không phải, có thể là trong công ty cũng rất là yên tĩnh, nhưng hành tu của thầy thì thầy sẽ đi di chuyển và từ công ty xuống tới vườn sầu riêng cà phê của anh Thìn. Thì thầy sẽ di chuyển đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà cũng vòng vòng ở trong thôn 6 và thôn 7 ở Gia Lai mà thôi, chứ không có đi đâu xa. Thì vì bây giờ là các sư mà muốn tu tập thì phải về địa phương quản lý, do vậy thầy đã về Gia Lai. Đây là hình ảnh cái cốc của thầy, nhìn từ trên cao xuống này. Chút nữa mình sẽ ghép một cái hình ảnh cái cốc của thầy lúc đầu tiên mà thầy về lúc ngày 3 tháng 6 để chúng ta so sánh giữa cái cốc cũ và cốc mới, xem chừng có gì thay đổi hay không. Này, có khác gì với ngày xưa hay không? Chút nữa sẽ các bạn sẽ thấy một cái hình ảnh đây. Các bạn sẽ thấy cái hình ảnh cốc cũ nè. Và bây giờ đây là hình ảnh của cốc mới. Thì cũng ở dưới tàn cây mít, rất là mát mẻ như thế này. Cái đường đi xuống như thế này tuyệt đẹp luôn. Trên con đường đi xuống bên tay trái là có một cây chuối. Cây chuối đẹp. Rồi bên tay phải đi xuống là cốc của thầy. Có hai em nhỏ đang ngồi nơi cốc. Hồi sáng thấy em hai em nhỏ này chạy vô nhà bố mẹ thầy nè. Đấy. Bây giờ thầy ở đây. Đúng không? Hồi sáng có chạy vô cái chỗ nhà bố mẹ thầy đúng không? Tụi con ở đâu tới? Con ở Đồng Nai. Đồng Nai hả? Hồi đi với ai lên đây? Mẹ. À đi với mẹ hả? À. Vậy là ba mẹ con đi lên đây. Rồi đánh lễ thầy chưa? Chưa, đợi tới sáng mai. À, như vậy Thùy đánh lễ nơi cốc đi. Chưa đánh lễ nơi cốc à? Thôi, coi như thầy ngồi đây đi. Ừ. Ừ, vậy là lên lúc nào mà phải sáng mai mới có thể đánh lễ thầy được. Dạ. Mới lên hồi chiều này hả? Dạ, lên hồi cũng sáng. Ba mẹ con đi thôi. Dạ. Ông ơi, chân ông bị gì vậy? Chân ông bị đau. Đại khái là bị đau. Em Hoàng cái gì nghi đây, lớp mấy rồi con? Năm. Ồ, thế là nghỉ học đấy. Đi xe gì lên vậy? Đi xe máy. Mày nói vậy? À, con đi xe Tân Điền lên ra Đắk Lắk. À. Đắk Lắk xong rồi đi xe máy lên đây. Là thuê xe máy lên hả? Hay sao? Tại vì mua đất ở Đắk Lắk. Nghĩ ra đây à? Tức là có nhà Đắk Lắk rồi. Thôi không, mua đất à? Có nghĩa là mua đất ở Đắk Lắk á. Rồi dựng nhà ở trên. À, nhưng mà thì ở trên Đắk Lắk kia nữa. Dạ. Thế nhưng mà xe máy ở đâu ở Đắk Lắk mà em lên đây? Thì xe máy ở Đắk Lắk có nghĩa là con lên nó con mua đất ở chỗ bạn. À. Rồi dựng nhà ở trên đó, rồi để xe ở trên đó. À, để xe cho nó. Dạ. Nhà ở Sài Gòn thì ở chỗ nào? Ở Sài Gòn, ở quận 3. Quận 3. À, đẹp không? Cả đẹp không? À, đừng có xuống ra cho té con, cái hồ này sâu lắm, bước vô đi. Rất là nguy hiểm, đi vào đi. Đi vào. Nó biết bơi á cho nên biết bơi đi nữa cũng không được ra ngoài này, đi vào đi con. Dạ. Đi vào trong đi. Vào trong đứng, trời ơi, hai đứa nhỏ này nghe lời chủ cái. Bước vô đi. Nghe vào. Không có đi ra ngoài, rất là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm nha. Đi vào. Đó, như thế. Rồi, đây. Nhưng mà chỗ này á là không có được đi vào trong kia. Chỉ đi vào tới đây thôi nha. Nên cái chỗ cái chiếu thôi, không có đi vào trong cái dây văng ha. À, cái đó là khu vực cấm. À, khu vực giữ giới nha. Giữ giới là cái gì nè? Đây. Giữ giới là cái gì nè? Tức là không được vào, gọi là giữ giới. Đây, vô ba mẹ con đây, chú chụp cho một tấm. Đây, con đứng đó sao con chụp mẹ được? Làm vậy?
chụp hả? Ai là quay video? Quay video không? Đây chú chụp trong tấm này. Bước vô, ba mẹ con bước vô. Vô vô, vô hết luôn. À rồi, chào. Chú từ đâu tới à? Chú ở Đà Lạt xuống. À ngồi chào, lại đi ngồi đó, đi ngồi đi đi chú chụp. Chú xuống được một tuần rồi. Vô con đi vô luôn đi rồi chú chụp rồi chú gửi lại qua cho. Chú gửi lại cho hả? Đà Lạt thì bây giờ chú xuống một tuần chú ở nhà ấy. Ở nhà anh Huy, anh Huy. Đi vô con. Con thích chụp hả? Thôi hai mẹ con này à. Em trai nhìn ra đây, nhìn thẳng ở đây. Nhìn thẳng ở đây. Rồi, nhìn qua nghe. Mẹ nó đóng nha mẹ. Để mẹ lên lên đi. Rồi, đẹp rồi đó. Rồi, quay cái hình rõ ràng luôn rồi đó. Rồi, sao không chụp? Sao một chụp cái mẹ kia, cái máy của mẹ kia. Rồi. Các... À, nay là đi làm đúng không? Đi làm cái gì đây vậy? Làm lạc hả? À bây giờ ở đâu lên làm? Dạ ở Yato. Yato. Yato là gần đây không? Dạ có. Là khoảng mấy cây số? Chắc 1 cây số. À là đi làm nhổ lạc mà sao không nhổ nữa? Bây giờ đi xuống đây rồi. Dạ. Xuống thăm cốc để xin nước uống đúng không? Rồi, oh, tốt đẹp quá, thế là tốt rồi. Không có được bước ra ngoài nghe con nghe. Có nhỏ không được bước ra ngoài nghe. Rất là nguy hiểm. Đây. Đây toàn bộ cái cảnh cốc ở dưới này đây. Mà cứ chiều nào cũng thế, ngày nào cũng vậy. Tức là ngày như ngày. Là sau khi mà đi được đảnh lễ thầy xong. Là ở lại đi xuống thăm cốc của thầy. Mà một đàn cá tuyệt đẹp luôn. Đây. Cá như thế này. Nhưng mà tại vì không có thức ăn, một cá to lắm. Cá này nó to hàng ngày luôn á. Hồi trước thì nhỏ xíu, bây giờ càng ngày nó càng to ra. Những cá bảy màu kia là cá người ta mới phóng sanh. À, tung tăng bơi lội ở dưới cái hồ này. Cái thứ nhất ở chỗ này là người ta hay cho ăn nên cá nó quay lại đây rất là nhiều. Cá rất là hồn nhiên nghe. Cá thoải mái lắm, không có sợ người. Nó quen rồi. Nó quen người rồi, tại vì nó biết rằng là người xuống đây không là có sẽ, hại nó. Nó sẽ có được ăn, cho nên là nó vui lại. Đúng rồi, nên chính xác. Vậy là trong này có một cái cây mít nữa. À, ông cây mít nó che chỗ này là nó mát. À, cái nước chỗ này nó mát. Châu cá nên, rộ, cá những con nên to. Nên cá nó vào đây. Cá những con to là con cá trăm cỏ đấy. Không, trăm cỏ nó dài này chú. À, to dài là trăm cỏ. Còn cái con to mà ngắn kia là cá rô chứ. Cá rô. Đó, tuyệt vời đúng không ha? Đẹp. Mà rô phi này thì nó sinh sản nhanh lắm. Cá con đâu kìa? Cá con quá trời trời luôn. Dạ. Nó lớn lên mỗi ngày luôn á. Rồi các bạn trẻ này đi hái, đi nhổ đồ phùng này. Bây giờ trong tranh thủ, giờ trưa chạy xuống thăm cốc của thầy đây. Rồi chú nữa. À đâu, quay thôi chứ không có phát trực tiếp. Quay hả? Đây quay này là chị anh chị ở đâu? Dạ cháu ở đây ạ. À. Ở đây hả? À, dạ. Thế là tốt rồi, tốt đẹp. Đây là cô chủ thể thăm cây bồ đề. Cây bồ đề nhỏ nhỏ xinh xinh này. Đây. Từ chỗ cây bồ đề, từ chỗ cốc đi ra cây bồ đề khoảng chừng 15 mét. Đây. Cây bồ đề được trồng vào ngày 17 tháng 6 năm 2024. Đây là gốc cây bồ đề kiển. Mấy anh chị phát tâm từ, có nhiều người đem từ Hà Nội vào luôn đây. Đây là cái nhà lục giác này, giá mới làm này, nơi mà để cho các Phật tử có thể ngồi nghỉ ngơi trước khi vô gặp thầy để đảnh lễ nếu mà thầy về đây. Đó là cái nhà lục giác như thế này. Kế bên nhà lục giác là có cái mít và cái hồ, nhìn xuống cái hồ thì quang cảnh ở đây thì tuyệt đẹp, êm đềm tuyệt đẹp. Này. Cái xuồng ba lá. Này, cái xuồng để đi vớt rác đây. Này, xuồng đi vớt rác. Bên này cá nhưng mà không có nhiều bằng bên kia ha. Bên này còn ít cá.
nha lục giác đã hoàn thiện, rất là đẹp, rất là mát như thế này, đẹp nữa, vừa đẹp vừa mát, hoàn thiện rồi. Khi chưa hoàn thiện thì chưa được quay, nhưng bây giờ hoàn thiện rồi thì có thể quay, giới thiệu cho mọi người biết được rằng là cái nhà lục giác như thế nào. À, và các anh chị ở bên ở trong kia, các bạn người dân tộc đi làm lạc rồi giờ vô đảnh lễ thầy ở trong đó. À, người dân tộc nha, đồng người dân tộc ở đây đa phần là đạo Công giáo chứ không phải đạo Phật. À, cũng vào đảnh lễ thầy đàng hoàng, rất là nghiêm túc, tôn trọng đạo lẫn nhau, không phân biệt đạo giáo nào cả. Thầy xuất hiện thì xóa tan được ranh giới giữa các đạo. À, ai cũng tán thán, ai cũng có đức tin riêng của mình. À, đàn bướm bay rất đẹp, nơi đây nó yên bình nên cây cối cũng như là côn trùng nó thoải mái sinh sống. Cái đàn cá cũng vậy, nó không có sợ gì người cả. À, giờ này buổi trưa nên không khí giờ này rất là yên tĩnh. Nếu im lặng thì có thể nghe cả tiếng chim hót, nhưng chim hót chỉ buổi sáng thôi. Trưa thì không có chim hót nữa, nắng quá. Giờ này nhiệt độ phải là 30 độ. Nhiệt độ ở đây giờ này khoảng 30 độ, nóng thiệt. Đây, cái nhà lục giác đây, toàn bộ cái nhà lục giác là như thế này. Để có một cái chỗ ngồi nghỉ ngơi mát mẻ như thế này đây. Gần đã sắp hoàn thành rồi. Cái hàng rào thì hoàn thành, chỉ còn một đoạn nhỏ ở ngoài nữa thôi là xong. Đây, trong khu vườn đây, và cái đây là con đường đi tới cốc của thầy, đơn giản như vậy. Đó, đàn bướm bay như thế này đây à. À, bướm vàng bay đây. Có được côn trùng bay, thầy thì đang bướm không? Đẹp quá. Đấy, bay tới ngay cốc của thầy nè. Ở dưới này đâu có cây, có hoa, có trái đâu mà có bướm ta. Bướm bay rất đẹp ha. Rồi, xong. Giới thiệu qua cái hiện trạng cốc bây giờ và cái hàng rào nơi chỗ cốc của thầy. À, trước mặt là con đường đi lên. Con đường đi lên nhà của Úc Thìn. À, con đường này là đi lên nhà Úc Thìn. Nếu mà sau này mà sư có về đây để ngồi thiền á, hay là để tu tập á, thì cũng không có một ai có thể quấy rầy được hết, được cha dẫn rất là cẩn thận như thế này. Đó, tuyệt vời, mát mẻ. Thôi đi lên rồi, chào em nghe. Rồi, lên trên này có cái bằng đá này, có thể ngồi uống nước được này. Đấy. Đây là từ cái chỗ cái nhà lục giác này đi vào, đi vào cái cốc của thầy khoảng chừng 20 mét. À, ở phía trên tay phải là cái vườn sầu riêng và cà phê, bên tay trái là cái hồ nước y chang như bên công ty Pháp Tâm Thiên Đình Tuệ, là ở ngay chỗ thầy ngồi cũng nhìn ra hồ nước. Ở bên này cũng vậy. À, thiên nhiên hòa quyện vào nhau, nơi thầy ngồi thiền, ngồi tu tập. À, cái đặc biệt như thế. Cũng có nước, có sông, có suối, có hồ, có cây, toàn bộ có thể giúp cho thầy giải quyết được tất cả mọi chuyện. À, giặt y áo hay là tắm rửa vân vân, thì thầy là hòa quyện với thiên nhiên mà, nên đặc biệt là như thế. Tuyệt vời không? Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip về cốc của sư Minh Tuệ, và chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Nếu chúng ta có dịp lên tham quan vùng đất Gia Lai, vùng đất ở nơi thầy Thích Minh Tuệ tu tập, thì chúng ta có thể sau khi đảnh lễ thầy xong, chúng ta có thể xuống thăm cốc. À, một cái cốc rất đơn sơ, không có gì cả, chỉ có chiếc chiếu thế thôi, không có một cái gì hết, rất là bình thường.
nhưng mọi người rất thích chủ nhà này. Và bên trước cốc là có một cái đàn cá như thế này, nơi trong một cái hồ nước trong vắt. Bên kia thì cũng có một cái dòng nước, nhưng mà nó đục, vì cái đó là nước suối, mùa mưa thì nước phải đục. Thì trong này có một cái hồ ngăn lại, thì nước rất là trong vắt, cá thì nhiều vô số kể. Cá nhiều vô số kể vì hồi trước khi mà thầy làm cái cốc ở đây á, thầy làm cốc đấy, thầy tu tập á, thầy cũng nhìn ra ngoài hồ như thế này và thấy nhiều người họ tới đây họ câu cá, họ sát sanh nên thầy phải đi. Bây giờ thì không còn những cái người mà câu cá ở cái hồ này nữa, nên thầy khả năng thầy sẽ về lại cái cốc nơi đầu tiên thầy bắt đầu tu tập, nơi đầu tiên mà thầy biết đến cái tu tập mà 13 hành đầu đà. Thầy sẽ ngồi tại đây, thầy học kinh rất là yên tĩnh, riêng bình như thế này, tâm trí không bị xao động bởi xung quanh, không, tâm trí không bị xao động bởi những tiếng ồn của thành thị. Do vậy thầy học kinh rất là nhanh và tiếp thu rất là nhanh, nên thầy thuộc rất nhiều kinh. Từ đó khi mà thầy đã phát hiện ra được cái kinh Nikaya, tức là thầy đọc được nơi này ngài Ca Diếp đã tu thêm 13 hành đầu đà, thì thầy đã đi tu. Và thầy mới đầu thì về chùa, nhưng sau đó thầy thấy không hợp với chùa nên thầy đi ra ngoài, thầy đi khất thực, đi bộ hành, là tu theo 13 hành đầu đà của ngài Ma Ca Diếp, là ông tổ của 13 hành đầu đà. Thì thầy phát nguyện là đi tu theo đúng 13 hành đầu đà. Thì 13 hành đầu đà thì một trong những cái 13 hành đó là đầu trần chân đất, đi khất thực, đi bộ hành, đi giáo duyên, ngủ ngồi, ngủ nghỉ địa, ngủ nhà hoang, ngủ gốc cây, ăn ngày một bữa trước ngọ, và chỉ ăn những cái đồ khắc thực, đi gieo duyên với mọi người. Đó là một trong những cái 13 cái hành đầu đà mà thầy đang thực hiện rất tốt. Mà muốn tu theo được 13 hành đầu đà thì thông thường thầy phải giữ giới rất nghiêm ngặt, và hình như thầy là một trong những cái người giữ giới được 250 giới nghiêm ngặt nhất. Thì thầy vẫn thường nói thầy chỉ là người đang tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Có thể không phải là sư, không phải là thầy, tại vì thầy không có giảng đạo, giảng pháp gì cả. Thầy chỉ hành pháp mà thôi. Thì trong cái hành pháp của thầy, người ta nhận biết được cái hành pháp đó. Rồi người ta khi thấy thầy bộ hành trên đường theo 13 hành đầu đà như thế này, thì bắt đầu thầy, người ta mới nghiên cứu về những cái lời Phật của dạy, Phật dạy ở trong sách vở, trong kinh, thì người ta nhìn vào người ta thấy đúng y như thầy, thì từ đó người ta mới tán thán yêu quý thầy và tôn kính thầy. Do vậy mọi người mới muốn tới đây để một lần gặp được thầy. Nếu không gặp được thầy thì thăm nơi cốc của thầy, người ta cũng mãn nguyện. Cái hành tu của thầy nó lan tỏa khắp nơi mà mọi người rất là sùng bái và tôn trọng thầy. Đây không phải là tín ngưỡng, mới tín gì đoan gì cả, mà người ta nhìn vào cái hành tu của một người đang thực hiện theo lời Phật dạy để người ta học hỏi vào đó. Từ đó mới đến 6 năm trời đi khổ hạnh từ Nam ra Bắc, từ Bắc vô Nam, đến một lúc hoa sẽ nở và mọi người đều đã thấy thầy, đã thấy bằng xương bằng thịt, và tự nhiên thầy sẽ nổi lên trên hiện tượng màng. Đó là lúc hoa đã nở, lúc để cho mọi người cảm nhận được một vị chân tu chân chính như thế nào, khổ hạnh như thế nào. Rồi từ đó người ta mới quý trọng thầy, rồi yêu mến cái hành tu đầu đà của thầy. Một người quá là khổ hạnh trong cái chuyện tu hành như thế này. Và đa phần những Phật tử già, trẻ, lớn bé, nếu gặp được thầy thì đều rơi lệ vì thương cho thầy, thương cho hành tu khắc khổ của thầy. Không phải mê tín thầy, không phải mê tín cái thân phàm của thầy, mà mê tín là tôn trọng cái hành tu của thầy, tán thán cái hành tu của thầy, mà
người ta rơi lệ, người ta thương cho một cuộc đời của một con người bỏ tất cả, buông bỏ mọi thứ để đi tu theo 13 hành đầu đà, một cái pháp tu trong 84,000 pháp tu, mà một trong những cái pháp tu khổ hạnh nhất, khó khăn nhất mà ít người có thể thực hiện được. Đấy, thì thầy hôm nay thầy đã thực hiện được. Rồi, chúng ta rất cảm ơn thầy đã cho mọi người thấy được cái Phật pháp là như thế nào. Nếu những người yêu kính đạo Phật thì sẽ hiểu được về Phật pháp, còn những người không phải về đạo Phật thì họ nhìn vào hành tu của thầy để họ có thể cảm nhận được cái cuộc đời như thế nào, cảm nhận được cái sức sống mãnh liệt của thầy như thế nào, để người ta tán thán, người ta tuyên dương thầy, người ta biểu dương thầy, chứ không phải là mê tín nha các bạn. Vì sao người ta tới cái cốc này, người ta đánh lễ thì người ta biết rằng là đây là nơi đầu tiên thầy xuất hiện để thầy đi tu hành, thì đây là nơi có thể thầy sẽ về lại đây thầy ngồi thầy tu tập. Thầy bảo rằng là thầy đang còn tu tập, nhưng chúng ta cứ hiểu rằng là thầy đã đạt được những cái cảnh giới mà người phàm chúng ta không biết được, chỉ có thánh nhân mới biết được mà thôi. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hơi dài, nhưng muốn nói hết cái nỗi lòng của mình khi lên đây quay về thầy những cái hình ảnh chân thật nhất, rõ ràng nhất về thầy. Mình không tuyên truyền mê tín gì đa gì cả, nhưng mà mình chỉ nói lên sự thật. Từ khi mình thấy được thầy như thế nào, đấy là tâm tư nguyện vọng của một chủ kênh muốn truyền bá với mọi người. Chúng ta có thể đảnh lễ thầy từ xa, chúng ta có thể đảnh lễ thầy qua bờ hồ, hoặc chúng ta có thể đảnh lễ thầy trên màn ảnh, hoặc nếu chúng ta có điều kiện cứ tới đây để đảnh lễ thầy, để trực tiếp được thấy thầy. Thì mà khi đến đây chúng ta giữ trật tự an ninh, không gây rối, thì thầy sẽ được đi bộ hành, được đi khất thực một cách thoải mái, tự nhiên nhất như những cái năm tháng về trước. Đó là một cách các Phật tử cũng như mọi người dân tôn kính thầy đó. Nếu mà chúng ta giữ được trật tự là chúng ta tôn kính thầy đó, để chúng ta giúp cho thầy tu tập. Bản thân chúng ta là một người giúp cho thầy tu tập tốt nhất khi chúng ta giữ được trật tự an ninh ở địa bàn mà thầy đang sinh sống, thì không có một cái gì gọi là quý báu bằng phước báu đến với chúng ta khi chúng ta ý thức giữ an ninh trật tự ở hàng xóm láng giềng như thế này thế kia, thì đó là phước báu của chúng ta, chứ không phải riêng chúng ta là phải được đảnh lễ thầy thì lúc đó chúng ta mới có phước báu. Không, phước báu là chúng ta giúp cho địa phương, giúp cho người dân đây giữ vững được an ninh trật tự, không có gì xáo trộn để cho thầy tu tập. Đó là một phước báu của chúng ta. Các bạn nên nhớ như vậy. Mà để khi mà lên đây, chúng ta tuân thủ theo quy định của địa phương, giúp cho thầy được bộ hành, được khất thực, được tu tập tốt đẹp nhất và mau đạt thành chánh quả nhất. Cảm ơn các bạn rất rất là nhiều. Rồi, bye bye, tạm biệt.